Chào mọi người. Thì hôm nay á, hai vợ chồng cỡ cơ sẽ ăn tối nha. Mọi người biết ăn cái gì không? Hôm nay á, là bạn của cơ á, gửi bên Việt Nam qua cho cơ á, là cái món ba khía nè mọi người. Trời ơi mọi người, ai ai đã từng ăn ba khía rồi? Ngon lắm mọi người ơi, tại vì á nó nói với em là nó mua. Ít thức là tại bạn nó tổ bố nó Nó nói là ngon lắm, cái chỗ này làm ngon lắm nên là nó gửi qua cho em ăn thử ấy, mọi người. Nên là hôm nay em sẽ ăn ba khía. Trời ơi, đẹp có bầu tự nhiên thèm, em thèm lâu lắm luôn rồi á. Mà bây giờ tính ra là còn 4 năm rưỡi rồi bây giờ mới ăn lại được ba khía đó mọi người. Bây giờ là sẽ ở bên đây em sợ là ai kia không có ăn ba khía được mọi người nên em sẽ chiên khô. Khô đây là khô cá chạch nè mọi người, khô cá chạch này ha. Đó, cho Aki, nếu mà Aki ăn không được ba khía thì sẽ cho Aki ăn cơm với khô với lại súp miso nha. Thì bây giờ sẽ ăn thôi, mời mọi người cùng ăn nha. Đây, itadakimasu. Nè nữa. Hả? Itadakimasu. Bây giờ là bắt đầu ăn nha mọi người. Ông ăn thử con khô cá chạch nha. Anh nhỉ, Sakana. Sakana đâu? Ngon lắm mọi người ơi, con khô cá chạch này ngon lắm, nó hơi cứng rồi chịu khó nhai. Ăn như gan giả, ngon lắm. Em thích ăn khô cá chạch. Bò nhai cỏ hôm nay á, cái là cài ăn mắm nó chứ người ngựa. Em có hôm nay là vườn rau của em có cần ống nè, có húng lủi, cải xà lách đó. Vô bài luôn. Em nhai á mọi người, cái cây này nó muốn chạy đi rớt ra ngoài luôn á. Em chiên nó giòn á, ăn đã. Được, đây vô. Nó hơi cứng rồi, cà ta là kê không? Cà ta là kê. Đây vô. Ông nhà thấy hương rồi. Ăn cơm. Em sẽ chuyển qua ăn ba khía nha mọi người. Đây, món chính hôm nay là ba khía nha. Em mà ăn mà thấy ngon cái là em bán luôn. Trời ơi. Vừa ăn luôn. Cái này á là không cần làm. Các bạn em đã gửi từ bên Việt Nam qua là em không có trộn gì thêm cho mọi người, không có nêm nếm gia vị gì để nguyên ăn luôn. Vừa ăn. Đối với em là vừa ăn. Cái con ba khía này nó cũng to nữa mọi người. To ghê. Trộn cái này mà có đu đủ sống nữa ha, trộn gỏi đu đủ nữa. Là nhức nách luôn. Ui nó ngon. Cái này bạn nào mà ăn ăn cay á rồi thêm miếng ớt nha, ngon không? Chắc có nhiều bạn không có ăn được ba khía đúng không, hoặc là chưa từng ăn ba khía luôn. Ba khía thì nó thịnh hành là ở miền Tây nha mọi người. Cha em thích ăn ba khía bởi vì em ăn theo cha em. Hồi đó cha em ăn cái em bắt chước ăn á mọi người, ăn không nghiện luôn. Dưa leo. Cái này á thì nó vớt ba khía cho mình không mà ít nước kìa. Cái ngoài nè
thịt nó ngọt. Khẩu vị của em á là ăn hơi mặn nha, đậm đà. Hôm nay ăn đồ mặn á mọi người, một lát cắt nóc 2 lít nước rồi mới đi ngủ. Cái mình làm cải củ cải trắng á, cải mầm mọi người. Còn cái này thà lách này là em trồng, em trồng hồi mùa đông, mùa đông rồi tới bây giờ mới có ăn. Nhìn cứ ngồi nhai tay bớt phải tới. Có cái khô, đã là khô, nó phơi khô rồi đương nhiên là nó sẽ cứng. Mà ai gì đây rồi bấm. Đây rồi bấm. Chắc bạn vậy. Em tháo cái gì ra đó mọi người. Khách tay vậy. Em nhai á mọi người. Em nhai cái bắt đầu cái nó tưng 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 tưng, nó muốn gớt hoài, khó chịu lắm. Tháo ra luôn. Tinh nghi nhẩm một xíu. Ai ở bên Nhật mà muốn ăn thử ba kia liên hệ em nha. Trời ơi nó ngon. Lâu lắm rồi mới ăn lại. Chứ giờ mọi người biết không, em chưa có kêu ổng ăn ba khía không, để ăn cơm cho ngon cái chứ để giọng vô họng ổng rồi ổng bị cái như là ổng đớ người rồi ổng ăn cơm không ngon. Em nghĩ á cái ba khía này mọi người nó giống như ghẹ ngâm tương ở bên Hàn Quốc. Em chưa ăn ghẹ ngâm tương Hàn Quốc nhưng mà em nghĩ là giống vậy, tại vì nó cũng là đồ sống rồi đem đi ăn trộn gia vị rồi ướp với mọi người làm. Nhưng mà cái như ba khía thì em ăn từ nhỏ, em mạnh miệng em ăn, chứ còn kiểu ghẹ ngâm tương thì chắc em ăn chắc em cũng hơi sợ sợ. Nhưng mà có cơ hội thì chắc cũng sẽ mua ăn thử. Mọi người coi. Ăn giòn hết chứ cơm. Ông ăn cơm lẻ. Ngon quá bây giờ. Còn ống em trồng năm rồi, mùa đông thì nó ngủ, tới cái mùa này thì bắt đầu là nó nổi dậy nha. Ui ngon.
lát tết cô hàng quá ông nhanh ghê thôi tôi chơi mít chơi cái này đó không cho cái này nè có tàu cái này chưa kì thằng もっとカニ好きってのはあとカニが好きよ。Bây giờ đó, tôi sẽ cho ông ăn thử ghẹ nha. Cho ông ăn, quên cái gì? Con ba khía, kêu bằng ba khía nha, mọi người miền Tây gọi là ba khía nè. Kêu bằng con còng với ba khía đó, bây giờ sẽ cho ông ăn thử với mọi người. Thử cho ông cảm nhận ra nha. Nè, tê tê tê. Cani. Người ta về này hả? Mọi người biết không, kiểu mà ổng cà nhãn vậy đó mà em mà kiểu nó không ăn phải không, cái là ổng kiểu như là người ta đang giỡn xíu mà làm gì á. Ha, canh đi. Canh đi. Nên đi. Cái gì vậy? Ok, nha. Cho tụi coi thì sao? Tại vì kiểu như ăn với cơm á mọi người nó mới hợp nha. Chơi đi. Cố Hằng. Hả? Cố Hằng tốt. Cố Hằng tốt. Cơ cố lên tô Cố Hằng. Còn đây. Cố chơi nhỉ? Ừ, Cố Hằng. Được. À gì quá? À gì sao? À. Bỏ. Chơi đi hoa gai tô mồi má. Chơi đi chơi đi. Ông thích ăn rau. Nè, vậy mua cây. Cố đây nè. Nó tổ à. Bóp bóp bóp. Anh đi cử tổ rưỡi á. Ừ, rồi 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 kêu đi tốt đồ a ứ ok kêu đi hồ gó kêu đi hồ gó okay. Ông nói là ăn cái con ba khía này với dưa leo thì ngon hơn ăn với cơm. Hả kêu đi ni ơi quá ni ơi quá đồ tay rồi sao nhiều rồi vậy mà sao? Anh đụng vào cái lỗ mũi rồi, nhiều lắm. À đúng rồi sao? À đúng rồi. Ừ, không không chơi được sao? Ai chơi được nữa? Hả? Ai chơi được nữa? Ai chơi à? Ai chơi cái này? Ai chơi cái này? Hả? Hả? Ai chơi cái này? Ai chơi cái này được chưa? Này ông nói là có móng à. Móng tôm không chứ không có đeo á sôi dêu rồi tô ca da xì rồi ni cơ ni ni cơ vớ gì rồi suốt chiều gì sáng nay nhiều đó cái đó tao tao cái đeo á đây rồi đó à ôi xì mà tắt 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 có được cao cao quá quá sức tè ông ăn được đó mọi người ông người Nhật mà ông ăn được đó mọi người. Tại vì cái này á nó nêm á là vừa ăn luôn mà vừa ăn là khi ăn với cơm nha mọi người chứ còn không có ai mà cầm con ba khía mà ăn không hết trơn tại vì nó rất là kiểu như nếu mà ăn không thì nó rất là đậm mình ăn là mình ăn với cơm với rau mới ngon ba phút đâu rồi. Cô ấy bè tôi nó mới quá. Chưa Shumano Inaka. Cô đây quá vô cử tập về đứa. Hồi 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 khi không? Cô đây sạc nào á? Cô đây sạc nào nè. Nên nhìn sạc về cho cô trò rồi em trai. Cái ông con cô này thì anh nói là giống như là anh đã từng ăn rồi mà không biết là nó là gì. Cái rồi đây vô bớt. Anh chưa bao giờ chi. Anh cái vị thì ngon nhưng mà có cái nó cứng quá. Nhưng mà em thì thích ăn nhai nhai vậy đó mọi người.
Đó. Mình à, cuốn rau nha. Cô đây bên này nè, xài nè. Tôi tìm mình chứ. Nè nè nè, cô đây nè. Cô đây nè, để mình chấm đây nè. Để cơ con bò này thì chứ. Để cơ chấm cho cộng miếng nước chấm đi, ông ăn với rau hả? Cơ cầm nhận ông sao nha. Nè, cô đây tôi. Cô đây bên này nè, xài nè. Phụ trừ á, cô đây tôi ghiêu ni cử. Ghiêu ni cử. Ôi xì. Cơ cho bớt. Chắc là cái mùi cần ngấu ổng mới lạ quá người à. Ồ, còn chấp nữa. Còn chấp nữa chứ. Rồi. À, cài vào lê lê tà nè. Cài vào lê lê tà nè. Cài vào lê. À, có tuổi lớn à. Không nói không? Rồi giờ bỏ cái này vô hả? Cái này là cải mầm á mọi người, nó hơi bị cay. Mà còn để đặt cái nó. Mình cho ông ăn lại nha mọi người. Cái này làm cải xà lách không. Tại vì hồi nãy có cải mầm á mọi người. Ông không có hết cải mầm. Vô. Ừ gì đó. Ngon. Cái ba khía này mà chấm với rau là ngon lắm. Có cái là nó ít nước thôi. Bạn nào mà ăn được ba khía và thích ba khía như em thì điểm danh nha. Em ăn nguyên cái mình của nó luôn. Tập chưa? Chết. Nó cứng quá mọi người. Ăn mà không quen thì lúng miệng. Để em nạy miếng thịt ra chấm. Cô đề to. Trời đẹp. Kêu đi to à. Đó. Cách ăn ba khía của Aki nha mọi người. Là ba khía với lại kêu đi. Nè, ai ghê đó. Rồi. Cái này á mà ai ăn nhạt á thì nặng thêm miếng chanh với miếng đường rồi để qua một ngày thì nó sẽ nhạt lại. Còn đối với em thì em ăn mặn á người, rồi em thấy vừa ăn. Chắc mà mọi người coi kênh em chắc quở em chết luôn đó. Trời, con quỷ này nó bầu bì mà nó ăn nó không kiêng cử gì chứ. Thấy cái gì mà người ta nghiêm cấm là nó cũng ăn hết. Thèm thì ăn thôi mọi người. Với lại mẹ em cũng nói thì cứ ăn được thì ăn thôi. Chứ ngày xưa lúc mà khoa học chưa phát triển thì cũng có cái gì trong họng là dồn vô hết, ăn để sống qua ngày. Cũng đẻ phơi phới. Với lại em ăn ít. Em ăn để coi đây ta. Cảm nhận ăn để cho đã hè, không phải ăn để cho nó đã qua cái cơn hèm đó thôi, chứ em cũng không phải làm ăn quá nhiều nha mọi người. Nên em nghĩ là không sao. Hôm nay ăn mặn thì mình uống nhiều nước.
lại á, em nghĩ vậy nè mọi người, không biết đúng không, mình bầu quỳ á, mình ăn đại vô để em, tại vì em bé bây giờ nó lớn rồi mọi người, trong bụng mình nó lớn à, là bác sĩ kiểu như là trên mạng đồ cũng nói á, là mình ăn cái gì là con mình cũng ăn cái đó, nó cũng sẽ cảm nhận được mọi người. Bởi vì em chơi mắm rồi vô ok, em chơi mắm đồ vô rồi mọi người, cho nó quen, nó tập dần quen cái mùi vị á mọi người, để sau này lúc đẻ nó ra rồi mẹ nó ngồi ăn nó cái mùi bay bay nó cũng đỡ bị bỡ ngỡ mọi người cho nó cho nó tập quen từ nhỏ. Bà em nó gửi tới 1 ký rồi. Ăn chắc tới lúc mẹ em qua chưa hết. Bị cười đấy chị ta. Ê, mỗi cử ăn thì cao lắm chừng 1 con thôi. Có cái là nó hao cơm lắm nha mọi người. Lên vừa kêu đi tập toán. Ông này ổng có xạo không mà ổng ăn được ba khía ta. Để em cho ổng cái nguyên nữa kìa. Thành. Ông ăn thiệt mọi người ơi. Coi đây nha. Bye 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 tiếng Nhật đây. Bà 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 già. Bye 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 bye. Em nói là cái món mà gỏi đu đủ mọi người, trộn với ba khía nè. Ngon. Mà đu đủ mà trộn ba khía thì làm đu đủ hơi sống sống á, mà em thì đâu ăn được cái đu đủ sống đâu. Chứ ở siêu thị Nhật có bán đu đủ sống nha mọi người. Mai chắc em đem con ba khía vô, em đem cơm đem vô công ty em ăn mà. Còn nguyên cái con kia nó cại luôn. Tao phải nói chết tao. Tao phải tao. Tao phải tao. Con đây đây cho bơi đi tao. Ba khía ông ăn được, mà mắm tôm ăn không được. Nhưng mà từ từ em cũng sẽ tập cho ông ăn được luôn. Tao phải tao.食べた。食べた。食べた。食べた。食べた。食べた。食べた。食べた。うん。 もっとデザート食べていい? No. Ổng lắm rồi. Ổng cứ me cái hộp mứt dừa của mình. Phải nên cho Mano. Nani? Nani wa? 何があったの?え?ここがちょばちょばの。名前変えてないから大丈夫。あ、夫のね。うん。あ?ん?夫のね。うん。うん。今はビデオある。夫のねって言ったらうんって言ったから、あれは夫の。オッケー。
Ông me cái hộp mứt dừa của em. Con nó gặp bái. Hôm nó gặp bái thì thấy sao. Con nó gặp bái là cả lão ai thân ta biết đây này không? Thế giờ tôi biết tôi bán tiêu cực gì đó. Em hỏi á. Anh nói no quá, ông no rồi, cái nói ăn no thì đâu có ăn được cái mứt dừa đâu, ông nói cái đó nó không có liên quan, ông ăn được. Mệt quá. Okay. Okay. Rồi. Okay じゃない。À, tôi nè, ta đưa nè. Ông phải chòm lấy cái hộp bất dừa mới chịu. Từ hôm qua tới nay ông giấu cái hộp bất dừa của em miết luôn rồi. Đây nè. Ừ. Đây đây ham bên ta bê ta. Hỏi cái con mà kiểu giống như là mày định tới người cho tao nữa chứ gì vậy đó mày. Ông nói là nè, qua nay tôi giấu thì nhiều chứ tôi có ăn lại đâu hả. Rồi ok, bye bye nè. Bye bye. À, cái video ăn cơm với bà Khía đến đây là hết rồi đó mọi người. Thì rất là mừng là Aki cũng ăn được bà Khía. Có bạn nào mà ăn được bà Khía và thích bà Khía giống như cơ thì comment bên dưới nha, để mình không lạc lõng. Còn bạn nào mà chưa ăn thử mà nên ăn thử đi, ăn thử cho biết cái mùi vị nha. Nhưng tí lại là với lại là phải mua đúng chỗ chứ, tại vì bà Khía nhiều khi mọi người mua mà những cái mà nó không làm sẵn á mọi người, nó rất là mặn, nên là nhiều khi mọi người mới ăn lần đầu mà mua sai chỗ á, thì coi như ăn lần đầu là coi bó tay luôn á, bye bye nữa luôn đó. Đây nữa thấy không. Ông khoái cái mất dừa nè. Hay, cảm ơn mọi người đã xem cái video ngày hôm nay nha, mọi người nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ cho chồng em nha. Tôi sẽ ăn. Ông thích đồ ngọt á mọi người. こぼった魚ね。ね、ほらね、ほら。ね。うん。今食べる。うん。はい、バイバイな。バイバイ。バイバイ。